sẽ chúng mình sẽ giới thiệu cho mọi người ba món ăn vặt với mức giá vô cùng bình dân, chỉ từ 3.000. Bây giờ mọi người cùng theo chúng mình để khám phá ngày hôm nay nhé. Thời tiết Huế đầu năm khá là đẹp, tuy sắp tới sẽ có những đợt mưa phùn nhưng không thể nào khiến mọi người ngừng đến Huế cả. Mình thích nhất là được ngắm ánh hoàng hôn của Huế, cực kỳ đẹp và bình yên đến lạ thường. Và không để các bạn chờ lâu nữa, hãy cùng mình ghé thăm địa điểm đầu tiên nhé. Hiện tại thì mình đang ở trước mặt đường Trần Quốc Toàn. Thì món đầu tiên mà mình sẽ giới thiệu cho mọi người đó là bánh tiêu. Bây giờ thì mọi người cùng theo mình khám phá nhé. Chào chị ạ, chị có thể giới thiệu cho em những loại bánh ở bên mình được không ạ? Chị có 4 loại bánh đó, bánh bao, bánh patiso, bánh tiêu, bánh cam. Dạ, chị mình bán từ khung giờ bao nhiêu bánh ạ? 3 giờ đến 8 giờ em. Mình bán ở đây bao lâu rồi ạ? 25 năm. Dạ. Chị em thấy mọi người nhắc tới xe bánh tiêu của mình rất nhiều. Để chị nghĩ điều gì khiến xe bánh tiêu mình để mọi người biết đến như vậy ạ? Thì bánh cực kỳ, thứ nhất là khách hàng họ ăn thì không thấm dầu. Thứ hai là giá thành rẻ. Thứ ba là chúc mọi chị em chị ra là sạch. Dạ. Chị cho em một phần như vậy là một cái hai loại chị. Dạ. Hiện tại thì mình đang thấy ở đây là có bánh tiêu, bánh cam, bánh atiso và bánh bao chiên. Bây giờ mình sẽ ăn thử bánh tiêu trước cho mọi người xem nhé. Ôi, bánh rất là giòn mọi người ạ, ở trong thì ruột rất là mềm. Bánh rất là mềm mọi người ạ. Ngọt nhẹ, không bị ngọt quá. Thơm mùi mè, bánh giòn. Bây giờ mình sẽ thử ăn bánh cam. Ở bên trong nó sẽ là những đậu xanh này. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Cái này mình nghĩ nó sẽ không chấm tương đó. Vỏ nó tròn, nhấn thì nó ngọt, không bị ngọt quá mọi người ạ. Rất là béo vì đậu xanh. Rất là ngon mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ thử bánh atiso nha mọi người. Để coi thử bên trong sẽ là những gì đây. Bên trong thì mình sẽ thấy có nấm, cà rốt, chà. Nhìn rất là hấp dẫn mọi người ạ. Bột rất là mềm, nhưng thì không quá mặn, vừa ăn. Cái cuối cùng mình sẽ thử đó là bánh bao chiên. Ôi, cái này những thì tương tự giống như bánh atiso, nhưng có một cái là nó có thêm trứng cút mọi người ạ. Bánh ở đấy á, rất là giòn, ở trong thì mềm, không phải là bị khô. Những thì lại vừa ăn, không phải là quá mặn hay là quá ngọt gì hết mọi người ạ. Cuối cùng, đánh giá chung của mình về xe bánh tiêu này là một trong những món ăn ngon, bổ, rẻ, thích hợp cho bạn lấp dịp buồn lõi lúc xế chiều. Hãy đến ăn và cảm nhận thử xem những gì mình nói có đúng không nhé. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người địa điểm ăn vặt thứ hai ở đường Nguyễn Chí Thanh. Mọi người cùng theo mình nhé. Nhi cho có một phần bánh tráng trứng nướng. Với là những thứ này một thứ một loại. Thử cây hả? Dạ, dạ thử cây. Có bóc bỏ anh dĩa đi. À dạ. Hiện tại ở đây mình có gọi là xiên chiên, bắp xào, bánh tráng trứng nướng, bánh ruột,
bánh ruột nướng và là trứng gà nướng. Thì ở đây là món này là đặc biệt nhất của quán nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cắt ra ăn thử và nếu cảm nhận riêng của mình cho mọi người xem. Để có thử mẹ. Ở trong là mình thấy là có đu đủ, hành, xúc xích. Rồi mình sẽ ăn thử cho mọi người xem. Nó giòn. Ăn thì bởi vì có sốt nên nó rất là béo mọi người ạ. Nhớ nó vừa ăn nó không bị ngấy. Nó thích hợp cho học sinh sinh viên mà khi đi ăn vặt. Món thứ hai mà mình sẽ thưởng thức cho mọi người xem đó là món hot dog. Bây giờ mình sẽ xẻ nó nhé. Ở trong là xúc xích mọi người ạ, không cứ tưởng nó phô mai. Bột giòn mọi người ạ. Chắc mình sẽ không cần ăn. Đây là dĩa bắp xào, một dĩa dưới này chỉ có 10 cá thôi. Thì ở đây mình có thấy là ruốc, mỡ hành, bắp xào với bơ, bơ muối, bơ mình ngửi thấy được rất là thơm nha mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn thử và nếu cảm nhận riêng cho mọi người biết. Bắp ngọt, rất là nhạy mùi bơ này mọi người nhé. Nó có vị mặn từ gia vị vậy là con ruốc. Bắp không bị khô. Bắp này mình nghĩ chắc ở Huế á nó không bị khô mọi người ạ, nó mềm. Bây giờ mình sẽ thưởng thức món trứng nướng cho mọi người xem. Thì món trứng nướng này á thì mọi người sẽ họ sẽ lắc lòng đỏ trứng với là lòng trắng trứng lại. Ở bên trong thì mọi người sẽ cho một ít muối. Thì nó sẽ có vị béo, một chút vị mặn của muối. Mình sẽ lột ra và cho với muối ăn thử và nếu cảm nhận riêng của mình cho mọi người xem nhé. Giờ mình sẽ ăn thử. Nó béo mọi người ạ. Nó có chút măng măng chua chua của muối và chanh. Muối và cuộc chứ. Rất là ngon mọi người ạ. Béo nữa. Nghĩ đấy là một món mà học sinh sinh viên sẽ rất là thích. Nó khác với trứng luộc rất là nhiều luôn. Thưởng thức hết tất cả món ăn ở đây. Thì ở đây cái này là có mức giá 6 cá này, cái này 8 này, cái này thì một quả 5k, còn dĩa này thì từ 5k cho tới 15k. Dĩa bắp xào thì từ 10 cá thôi. Mình thấy giá rất cực kỳ hợp lý với là học sinh sinh viên. Thì mình nghĩ là mọi người nên đến đây thưởng thức và mình đặc biệt là món ở quán đây là món này nhé, món bánh trứng luộc. Quán ăn vặt thứ hai này các bạn có thể ok không nào? Địa chỉ tại 78 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Huế. Nơi này có rất nhiều món ăn vặt cho các bạn lựa chọn, như món bánh tráng được nướng bằng than nên rất giòn và thơm ngon. Các món xiên chiên được sắp thành hàng rất hấp dẫn. Điểm qua trong menu thì chỉ có một bánh lọc chiên là không có thôi, còn lại là đầy đủ hết nhé. Mà tính ra chỉ với 100k cho mấy món này thì không còn gì để chi nữa nhé cả nhé. Món ăn vặt thứ ba cũng là món ăn vặt cuối cùng mình muốn giới thiệu tới mọi người, đó là hạt cà của Vân. Bây giờ mọi người cùng theo mình vào quán nhé.
chào chị ạ. Dạ. À, chị có thể cho em xem menu ở bên mình được không ạ? Ở đây để em gửi cái. Dạ. Ở đây thì em thấy có hạt cào xíu mai. Hạt cào xíu mai ở bên mình có màu sắc hay gì như thế nào vậy chị? À, hạt cào nó xíu mai ở bên mình nhớ là làm từ thịt sấy và hành lá. Và dạ. Màu của hạt cào nó sẽ có 5 màu. À, 3 màu chứ. À, làm vỏ là từ bột, mà màu là làm từ màu lá dứa, à, củ dê và bột nghệ. Còn xíu mài thì cũng giống như rửa nhưng mà cái vỏ bánh nó mỏng hơn hạt cào thôi. Dạ. Dạ. Em thấy ở đây là mình có sủi cào hải sản kiến. Sủi cào hải sản kiến của mình thì như thế nào vậy ạ? Dạ đây. Đấy là sủi cào hải sản kiến. À, nhân của sủi cào là có gồm thịt xay, nấm, miếng dông. Và sẽ có một phần tôm ở trong đó. Và đây là chiên, nhưng lại chiên con bên kia là mình hấp. Dạ. Dạ. Nó sủi cào với hải sản á. Sủi cào hải sản chiên là khác với hạt cào, là bên này chiên con bên kia là sẽ hấp thôi. Dạ, đúng rồi. Dạ. Còn bánh bao kim xá thì em nghe nói bánh bao kim xá bên mình là những trứng muối đúng không chị? Dạ, bánh bao là đây. Đây là bánh bao kim xá. Nhưng mà những trứng muối nó thường là mình ăn nó sẽ có vị mặn đúng không chị? Dạ. Nhưng mà bánh bao của mình nó sẽ có vị hơi ngọt ngọt một chút xíu. Để làm cái bánh bao ăn có vị dịu hơn. Dạ. Ngoài ra thì trong menu là con có hoành thánh lá nhồi thịt chiên giòn, là nhân cũng là nhân thịt xay, nhưng mà vỏ bánh của hoành thánh á là nó dai và giòn hơn của sủi cào hải sản chiên. Dạ. Thì theo như em nhìn vào combo á thì em thấy combo xung vầy là đầy đủ nhất. Dạ đúng không? Combo xung vầy là gồm có hạt cào, sủi cào và hoành thánh, và mình muốn đầy đủ tất cả các món của quán luôn thì mình có thể kêu thêm một con bánh bao. Nó sẽ đầy đủ các món của quán. Trở lại cho em một combo xung vầy, một bánh bao kim xá, vậy là một hành thánh nhồi thịt chiên giòn nhá. Dạ rồi. Dạ. Dạ, cho em một tí. Xin chào thì mọi người, đây là bạn của mình tình cờ gặp ở quán. Thì mình rủ bạn mình cùng thưởng thức món ở đấy và nêu cảm nhận cho mọi người biết luôn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người những món ăn ở đấy nhá. Đây là hạt cào, đây là xíu mài này, đây là xíu mài, đây là hạt cào. À, đây là sủi cào, đây là hành thánh và đây là bánh bao kim xá. Giờ mình sẽ thử. Bây giờ mình sẽ thử cả màu xanh nhé. Thì mình sẽ thử cả màu trắng. Okay. Cái này mình thấy thì ở nguyên liệu của hãng, của vỏ bánh của hãng là dứa nha mọi người. Ừ. Ở bên trong là những thịt băm, hành lá, vỏ bánh thì mềm, dẻo. Cái của mình thì hẳn cũng là ở trong những á, thì hẳn cũng là thịt băm, nhưng mà cái vỏ là hẳn là củ dền. Một sốt ở đấy á, khi mình ăn vào thì mình cảm nhận được là ở đấy là ngọt của nước dừa, có xì dầu, và mình biết được thì ở đấy có thêm 12 gia vị của quán nữa. Bây giờ mình với bạn mình sẽ thử cái xíu mai. Bây giờ mình và bà mình sẽ thử cái bánh xíu mài nhé. Vỏ bánh của xíu mài á, nó sẽ mỏng hơn với hạt cào, nhưng mà những của bên trong của hãng vẫn là những thịt bấm. Rồi, bây giờ là mình với bà mình sẽ thử cái sủi cào. Thì theo như mình được biết á, sủi cào với hạt cào khác nhau ở cái là sủi cào nó sẽ chiên, còn hạt cào nó sẽ hấp. Nhưng mà bên trong những của sủi cào á thì sẽ là có những thịt băm, miếng dông và một con tôm ở giữa. Bây giờ bạn mình và mình sẽ thử. Cái này thì sẽ chấm tương nha mọi người. Vỏ bánh thì rất là giòn. Để ăn rất là dai nữa, chảy hơn cái kia. Quá. Rất là ngon mọi người ạ.
khác một cái ở trong những của sủi cảo chiên là sẽ có miến dong và tôm, vẫn là thịt bấm chiên, à thịt bấm nha mọi người. Bây giờ mình với bạn mình sẽ thử qua phần thánh. Mọi người thấy được phần thánh rất là giòn này, ở bên trong cũng là những thịt bấm luôn. Giòn hơn mình cả hẳn. Ừ, đúng rồi đó. Bây giờ mình với bạn mình sẽ thưởng thức món cuối cùng, đó là bánh bao kim sa. Ôi, theo như mình được biết thì bánh bao kim sa là những trứng muối. Thì mọi người nghe những trứng muối á thì sẽ mặn đúng không? Bây giờ mình sẽ ăn thử ở đây, qua thử nó sẽ khác như thế nào. Nó không mặn quá mọi người ạ. Nó vừa ăn, nó có vị ngọt, bột thì mềm. Ngon. Ừ, nó ngon. Thông thường thì trứng muối á thì sẽ có vị mặn, nhưng mà cái này á hẳn là thiên về vị ngọt. Lần đầu tiên không luôn. Mặn quá. Lần đầu tiên luôn, ăn trứng muối mà có vị ngọt. Và bây giờ mình sẽ tổng kết ba quả mà ngày hôm nay mình đã review cho mọi người xem. Thì mình thấy ba quả mà mình dẫn mọi người đi ăn thì khá là ok. Nhưng mà mình tâm đắc nhất là món quán ở hạt cảo của Vân. Mình thấy món ở đây là hạt cảo thì nó rất là lạ và đặc biệt. Thì mình thấy ở đây là có bánh bao kim sa nữa, nó rất là ngon. Theo như cảm nhận của mình thì mình nghĩ mọi người nên tới và thử. Bây giờ thì chào mọi người nhé.